Xin chào toàn thể các bác đang xem kênh Gia Huy Audio. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một bộ dàn âm thanh bãi rất là xịn luôn. Bên em đang khuyến mại trong vòng 3 ngày các bác nhé, nhân dịp chuẩn bị khai trương cửa hàng. Thì trong vòng 3 ngày thôi nhé. Trước mắt các bác là một đôi loa full bass 25 của DMX với thương hiệu đến từ Tây Ban Nha các bác nhé. Bên em đang khuyến mại cho tất cả các bác mua hàng trong 3 ngày sẽ là 4.800.000 một đôi. Một chiếc loa full DMX các bác có thể vừa sử dụng hát karaoke hoặc nghe nhạc rất là đẳng cấp. Đây là một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Các bác nào đã từng sử dụng qua cái sản phẩm của DMX rồi thì sẽ biết là cái chất âm của nó ra rất là hay luôn nhé. Tiếp theo chính là một chiếc vang số X5 của JD Polario, cũng đến từ thương hiệu của Tây Ban Nha. Bên em đang khuyến mại cho các bác là 1.700.000, rất là rẻ luôn, và em bao rẻ toàn Việt Nam luôn, là không có một nơi nào bán rẻ hơn nữa. Đấy. Đây là chiếc vang mà em đang dùng để test nhạc cho các bác đây, chất âm ra rất là hay luôn. Đấy. Setup bằng tay hoặc là bằng phần mềm đều rất là đơn giản. Đấy. Bên em sẽ có hướng dẫn đầy đủ cho các bác. Tiếp theo nữa là một chiếc đẩy công suất 500W một kênh của hãng ES. Rất là xịn luôn. Bên em đang dùng để test nhạc cho các bác đây. Đấy, một chiếc công suất. Và tiếp theo nữa là một bộ mic. Bộ mic hàng dùng lướt nhá, hàng xách tay của Nhật các bác nhá, rất là xịn luôn. Đây các bác. Rất là mới nhá, hàng còn mới 98% luôn. Hàng này bên em đang bán rất là chạy luôn. Đó. Và bên em đang khuyến mại cho các bác là 1.400.000, bao gồm đầy đủ hết cả dây jack nhá, bao gồm đầy đủ hết dây jack. Chất âm chiếc mic này hát thì rất là hay luôn, không bao giờ bị vỡ tiếng nhá. Các bác nào mà hát cao này, giọng khỏe, hát thì chất âm thì rất là chi tiết, không bao giờ sợ vỡ tiếng, rất là hay. Bên em đang khuyến mại trong vòng 3 ngày thôi các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe thử cái chất nhạc của cái cặp loa này cùng với cả cái chất mic. Nhạc rất là hay luôn các bạn nhá. Giải lao ra giải đấy luôn, rất là hay. Bây giờ em sẽ test cái chất mic cho các bác xem nhá. Lần 1 2 3 4 5 6 6 tiếng ra rất là sáng, rất là hay luôn các bạn. Đấy, nghe rất là phê luôn. Đấy, các bác nào mà hát được lốt cao thì các bác hát những dòng mic này nó chất âm rất là chi tiết. Nó sáng và nó hay lắm. Không bao giờ bị vỡ các bác nhé. Bây giờ em sẽ hát cho các bạn thử một đoạn karaoke nhé. Hát một bài của Quang Lê. Xanh thái
chỉ con đứng để mà thôi.
trang web bên em sẽ để cho các bác. Đấy. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho bên em sẽ tư vấn thêm cho các bác nhé. Thì trong vòng 3 ngày bên em khuyến mại thôi. Sau 3 ngày thì bên em sẽ vẫn bán giá như giá thị trường các bác nhé. Thì các bác nào cần thì nhanh tay liên hệ cho bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.